Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Em mời đại chúng ăn tòa. Đại chúng khỏe không ạ? Ý mình ý thế nào? Mình học hành thế nào? Có đọc qua cái phần gì chưa ạ? Của ca diếp không ạ? Quý vị biết là trong cái buổi hội thảo của mình đấy sẽ có mặt cái ông Nguyễn Minh Tiến. Xin phải nghe thầy nói. Thưa đại chúng, sư có làm cái này tóm tắt của mấy cái ấy mà không có nào có cơ hội để mà mình nói sao type up để mà gửi cho quý vị. Thành ra chắc tuần tới nhất định phải type up gửi đến quý vị. Hôm nay chúng ta cái này không có đâu xa lạ. Cái quyển phụ lục số 1 và số 2 là cái mà sư lấy cái tóm tắt ra để làm về cái này. Nhưng mà chúng ta có hai bộ sách đúng không? Nhưng bộ sách của Kinh Đại Bát Niết Bàn của Ngài Trí Tịnh là hai quyển. Và chúng ta cũng có quyển sách Kinh Đại Bát Niết Bàn có bốn quyển. Thì hôm nay chúng ta dùng quyển số 2 của Ngài Trí Tịnh và số 4 của ông Nguyễn Minh Tiến. Thành ra không nếu mà sư không có nói quý vị cầm theo thì sư sẽ cho quý vị cái trang để quý vị có thể viết vào trong đó, để khi nào về nhà đó quý vị so sánh hai bên nhá. Tại vì chúng ta có được cái hai bộ tài liệu mà chúng ta không biết nó ở đâu, tại vì nó như cái rừng. Thực sự nó như cái rừng. Chỉ có là chữ và chữ, dòng và dòng, trang và trang. Thành ra rất rất là căng thẳng. Thành ra sư đã map cái trang vô cho quý vị để cho quý vị theo dõi. Ok, bình tĩnh, không có lo lắng, đừng lo lắng thái quá. Thấy mới nghe nói cái bắt đầu lông mày nhíu lại, sợ hãi quá. Hiểu chưa? Bây giờ sư đi cho sư đi cái phần quyển phụ lục số 1. Kỳ trước sư có nói quý vị cái trang số mấy quý vị đọc nhớ không ạ? Sao không có nghe gì hết trường? Hình như là không nhớ sao á? Có nhớ không ạ? 138 thiết à? Nó giỡn rồi. 138 đến 164 cô sư có nói không? Phải quay ngược lại. Ở trong phụ lục số 1 đấy không? Sư nhớ rõ ràng, sư còn mạc cái màu xanh vô trong quyển sách của sư nữa mà. Trời, vậy hôm nay không có mang theo luôn hả? Ok, thôi. Thì cứ hả? Quý vị nào để ngoài xe thì cứ ra lấy. Còn quý vị nào, sư có quyển số mấy? Sư có quyển số mấy? Sư có quyển số 2 à? Chuyển số 1 của sư. Thank you.
Thế bây giờ mình gì đi? Thế bây giờ mình cứ đọc với nhau đi nhá. Đọc với nhau xong rồi cái bắt đầu mình mới khi nào mà sư nói chép thì quý vị chép, tức là mình không chép nhiều đâu nha, chỉ chép cái trang, số trang. Trần cần phải biết đó, nãy sư mới nói đó là quyển số 2 của kinh Đại Bát Niết Bàn của thầy Trí Tịnh. Thì quý vị khi mà nói quyển 2 đó là mình biết của thầy Trí Tịnh, nói quyển 4 là quyển ông Nguyễn Minh Tiến. Vì sao? Cái quyển Nguyễn Minh Tiến cũng có lợi cho mình lắm, tại vì nó theo sát cái quyển này. Khi mà nói về quyển Minh Tiến, ông Nguyễn Minh Tiến thì theo Nam Bản, thành ra cái số chương nó khác nhau. Trong đây Nam Bản, trong cái quyển sách mà mình đang nói đây ấy, là chương số 12 là Bồ Tát Ca Diếp. Nhưng mà ở bên thầy Trí Tịnh của mình ấy, thì là dùng cái bát bản, thành ra thầy dùng là trang chương số 24, nhớ không? Đó. Nó hơi khác nhau vậy đó. Nhưng mà kỳ trước mình đã nói rồi, lúc mà ấy nhất định kỳ tới nhất định sẽ để dành một ấy sư type lại cái này cho quý vị. Cái này là tóm lược của cái quyển 1 và quyển 2 của quý vị đó, quyển phụ lục á, đó. Tóm lược á. Thì quý vị thấy sư rất thích tóm lược. Học của mình phần lớn là tóm lược. Rồi, chúng ta bắt đầu. Phẩm thứ 12, tức là phẩm 24 á, có mang tên là Bồ Tát Ca Diếp. Mở đầu với sự thưa hỏi của Bồ Tát này về việc vì sao Đức Phật đã không cứu độ tỳ kheo tên là Thiện Tinh, để kẻ xấu ác nhất diền đề để ông này phải đọa về địa ngục vô gián. Để giải thích điều này, Đức Phật đưa ra những ví dụ về căn tánh sai khác của chúng sinh, tức là cái con người nó không có nhất diền đề, mình nhớ rồi, không có lòng tin. Thành ra dù có cố gắng đi nữa cũng không ấy được, cũng không có thể nào cứu được. Nhưng mà Đức Phật vẫn khẳng định là mặc dầu nhất diền đề nhưng vẫn còn có cơ hội. Chúng ta nói rồi đúng không? Vì rằng sao? Không có cái gì mà nó vĩnh viễn hết, đều là vô thường. Hôm nay nó không có lòng tin, nhưng mà kiếp sau nó có lòng tin thì nó vẫn có cơ hội, đúng không? Đó. Thì do đó sự hóa độ của Đức Như Lai cũng tùy theo những sai khác về các căn tánh đó. Mặc dù vậy, đối với Đức Như Lai thì dù thuyết pháp cho hàng Bồ Tát hay hàng nhất diền đề cũng đều như nhau. Chứ mà nói là ồ, tên này là nhất diền đề nó không có cơ hội, thôi mình giảng kém đi những cái điều mà tinh hoa mà thích thú cho họ mình không nhắc tới. Còn Bồ Tát thì nó tinh tấn rồi, là mình thưởng tượng cho họ bằng cách là nói những cái điều hay ho cho họ nghe, không có. Cũng có một điều giáo pháp đó thôi. Cũng giống mưa xuống trong kinh Pháp Hoa, đúng không? Đó. Cây to thì được hưởng cái mưa sớm hơn, đúng không? Những giọt nước mưa trước hết là phải rơi từ những cái cây cao, rồi xong từ từ nó thấm dần, có cái ăn trà mà cuối cùng ở dưới á, là sau khi mà dư thừa rồi đó mới đến thân mình, đúng không? Đó. Thành ra nó chậm lắm. Đó. Trong khi ăn kia đó là vừa qua lá rồi qua cành rồi qua thân cây rồi cái tùm lum tà la, đúng không? Mới đến mình. Giọt cuối cùng thừa thải thì mới đến thân ta bé nhỏ ở dưới, đúng không? Đó, cách là như thế. Nhưng mà Đức Phật nói có cùng một cái vị đó thôi, vị giải thoát giống hệt như nhau. Mà căn tánh của bạn thế nào? Căn tánh bạn cao như như là cái cây cổ thụ kia, hay là thấp bé như cái cây cỏ dại kia, tùy theo bạn đó. Chứ ngài không có, và cái pháp của ngài đưa ra là không có. Trường hợp của tỳ kheo Thiện Tinh là vì tự thân ông đã thường biếng nhác, buông thả, gần gũi tin theo bạn già xấu ác, nhưng dù được gặp Phật nghe pháp chẳng hề có một ích lợi gì. Nhân cái trường hợp này, Bồ Tát Ca Diếp tiếp tục thưa hỏi và Phật đã giảng rộng thêm về ý nghĩa của thế nào hạng nhất diền đề, và do đó cũng có liên quan đến nghĩa của tánh Phật. Rồi bắt đầu cái này thì ở trong kinh, bây giờ mở trong cái kinh của mình ra, có được không, có thấy không? Bây giờ đến phẩm thứ 24, thưa đại chúng, chúng ta sẽ trang 416-17. Thì Đức Phật mới nói rõ ràng vì sao cái ông này bị như thế nhé. Rồi
Thấy chưa ạ? Bắt đầu. Bồ Tát Ca Diếp Bồ Tát bạch rằng: Bạch Thế Tôn, Đức Như Lai thương xót tất cả chúng sanh, có thể điều phục, kẻ chẳng điều phục, có thể thanh tịnh, kẻ chẳng thanh tịnh, có thể quy y, kẻ chẳng quy y, có thể giải thoát, kẻ chưa giải thoát. Có 8 môn tự tại là bậc đại y sư, được đại dược sư. Bạch Thế Tôn, Thiện Tinh Tỳ Kheo là con trai của Đức Phật lúc chưa xuất gia. Sau khi làm Tỳ Kheo, Thiện Tinh thọ trì đọc tụng giải thuyết 12 bộ kinh, phá kiết sử cõi dục, chứng được tứ thiền. Tại sao Như Lai nói Thiện Tinh là hạng nhất xiền đề, là người hạ tiện, không thể trị được mà phải ở nơi địa ngục cả kiếp? Cớ gì Như Lai chẳng trước diễn nói chánh pháp cho Thiện Tinh để được làm Bồ Tát? Nếu Đức Lai chẳng cứu được Thiện Tinh Tỳ Kheo, thời đâu được gọi là có đại từ bi, có đại phương tiện? Thì cái Bồ Tát Ca Diếp đem những cái trường hợp điển hình mà có thể là gây sự hiểu lầm ở trong đại chúng đem ra để hỏi Đức Phật. Đức Phật nói: Này Thiện Nam Tử, tức là Bồ Tát Ca Diếp, ví như cha mẹ chỉ có 3 người con trai. Người con trai thứ nhất cung kính cha mẹ, có lòng tin thuận. Thứ nhất cung kính và có lòng tin, cái là thứ nhất. Cái người thứ hai thông minh trí tuệ, có làm được tất cả mọi thứ. Người thứ hai thì không cung kính tin thuận cha mẹ mà có tất cả cái trí tuệ để làm được tất cả mọi sự. Tức là có hai thứ. Thứ nhất là cung kính cha mẹ, cái thứ hai là thông minh trí tuệ làm được tất mọi sự. Đó là người thứ nhất được hai cái luôn. Người thứ hai được có cái không có cái thứ nhất mà có cái thứ hai. Còn người thứ ba không có cái nào hết. Không có trí tuệ mà cũng không có kính trọng cha mẹ. Thì trong ba vị đó thì chúng ta sẽ giải thích cho người nào? Đức Phật hỏi như vậy. Tại vì quý vị đang hỏi mình mà, cái anh chàng này lối thôi, tại sao mình không cứu nó, để cho nó phải khổ sở? Như vậy là mình không có đại trí tuệ, đại từ bi. Này Thiện Nam Tử, nếu cha mẹ muốn dạy bảo điều gì nên dạy đứa con nào trước? Bạch Thế Tôn, cha mẹ trước đó nên dạy bảo đứa con có lòng cung kính tin thuận, thông minh trí tuệ. Tại vì sao? Dễ cho nó hiểu, nó đã có lòng tin rồi là, và nó còn thông minh trí tuệ nữa, rất là dễ. Rồi sau mới đến thứ hai, rồi sau cùng mới đến thứ ba. Đó là thông thường ai cũng nghĩ thế, đúng không? Này Thiện Nam Tử, Đức Như Lai cũng như vậy. Đứa con thứ nhất dụ cho ví dụ như Bồ Tát. Đức Phật là luôn luôn ví dụ nha quý vị, luôn luôn phải sự nhớ. Đức Phật không bao giờ mà dạy thẳng đó quý vị, nó có hai ba thứ đó. Nói ra một cái là hiểu liền. Đứa thứ nhì dụ ra thành văn. Đứa thứ ba là hàng nhất xiển đề. Mày có không phải chúng sanh. Mày hết hồn. Mình tưởng là mình đứa thứ ba là chúng sanh, tức là cỡ thì mình bay vô cái nhóm đó là chết liền, đúng không? Thứ ba là nhất xiển đề, mừng quá. Như trong khí kinh, những ý nghĩa vi tế ta đã trước giảng nói cho các vị Bồ Tát, những nghĩa cặn cợt thầy giảng cho hàng thanh văn. Những nghĩa thế gian thầy giảng nói cho hàng nhất xiển đề để phạm tội ngũ nghịch, dầu trong đời hiện tại họ không được lợi ích nhưng cũng làm trùng tử lành cho kiếp sau. Này Thiện Nam Tử, ví như ba hạng ruộng. Đó là một cái ví dụ nha. Ngài không bao giờ dừng lại một ví dụ, lại có hai ví dụ, ba ví dụ như ba hàng ruộng. Ruộng thứ nhất, ruộng thứ nhì, ruộng thứ ba thì ta phải làm cái ruộng nào trước? Ví dụ như có ba cái chậu, cái thứ nhất là nguyên vẹn, cái thứ hai lúng lỗ, cái thứ ba là gần nát rồi, thì cái nào mình xài? Ví dụ vậy đó, đó là những cái mà quý Đức Phật mình nói sơ sơ để trở về hiểu là bao giờ Đức Phật có rất nhiều. Nhớ có ba người bệnh, người bệnh dễ trị, người thứ hai khó trị, người thứ ba không thể trị, thì mình chữa người nào? Đó là những cái mà Đức Phật dạy ra như vậy. Rồi nhiều lắm, chưa hết. Thành ra mình cứ tiếp tục đọc cái này. Thành ra đồng thời trong cái khi mà Đức Phật sinh hoạt với cái vị Thiện Tinh Tỳ Kheo này thì ngài Thiện Tinh này lộ ra những cái căn tánh của ngài là Đức Phật nói không thể nào mà có thể cứu chữa được. Ví dụ như Thiện Nam Tử xưa chẳng 421. Thấy chưa? Rồi. Lúc trước kia ta ở thành Vương Xá, Thiện Tinh Tỳ Kheo làm thị giả. Đầu hôm ta nói pháp cho Thiên Đế Thích, theo phép của thị giả phải đi nằm sau thầy.
À, đúng rồi, thị giả mà đi ngủ trước thầy là chết liền, không có được. À, vì sau lúc đó ta vì ngồi lâu nên thiện tinh sanh niệm ác, bạch với ta rằng mau đi vào thiền thất. Quý bạch câu la đến kia kìa. Ta bảo thiện tinh, ngươi là kẻ ngu si, chẳng biết rằng Đức Như Lai là bậc vô sở ý ư. Đế Thích mới hỏi ta rằng, bạch Thế Tôn, hàng người như vậy cũng được lào trong Phật Pháp ư? Không, cái ông thiện tinh tỳ kheo này bậy bạ. Ta nói với thiên đế, hàng người cũng đặng vào Phật Pháp, họ cũng có Phật tánh, phải chứng được vô thượng bồ đề. Mặc dù nó nhất thiện đế nhưng nó cũng được. À, dầu ta vì thiện tinh mà thuyết pháp, nhưng thiện tinh vẫn không có lòng tin. Này thiện nam tử, lại có một lúc ta ở nước Ca Thi, thành Thi Bà Phú La, ta muốn vào thành khất thực, vô lượng chúng sanh khao khát muốn thấy dấu chân của ta. Thiện tinh tỳ kheo theo hầu phía sau, chà bỏ dấu chân của ta, nhưng không chà mất được, lại là chúng sanh có quan niệm chẳng lành. À, lúc đó họ mới giận lên, họ nói, Đức Phật chẳng có từ bi, làm sao hiện rõ bước chân ra con mới thấy chỗ nào, nhưng con không biết đi ngõ này hay là đi ngõ này. À, tức là cái ông này làm cho người ta nghĩ xấu về Đức Phật, chứ Đức Phật đâu có cái tính như vậy. Ừ. Khi vào thành rồi, thấy trong nhà cất rượu có một ni kiền tử ngồi khổm lưng ăn bã rượu. Thiện tinh bạch với ta rằng, nếu trong đời có bậc A-la-hán, thời người đó tốt hơn tất cả, vì người đó tuyên bố rằng không nhân không quả. Ta bảo thiện tinh, người là người ngu si, người chẳng nghe bậc là A-la-hán, chẳng uống rượu, chẳng hại người, chẳng nói dối, chẳng trộm cướp, chẳng dâm dật ư. À, ni kiền tử đó giết cha mẹ, ăn bã rượu, sao người nói là bậc A-la-hán? Người đó sau khi chết quyết định vào địa ngục A-tỳ, bậc A-la-hán dứt hẳn các ba đời ác, người gọi người đó không phải là A-la-hán đâu. Hả? Thì quý vị đó, hai ba cái ví dụ cho quý vị cứ đọc tiếp nữa để thấy tại sao quý vị thầy ngài Ca Diếp hỏi Phật như vậy và Đức Phật trả lời đó. À, ngoài những là cái người đã ngu si rồi mà trong khi mà sinh hoạt với Đức Phật cũng có tả ra những cái hành động bậy bạ như vậy còn có cơ hội. Nhưng mà Đức Phật nói sao? À, mặc dù vậy nhưng mà cũng có trong này nó có cái gì đó. Đó, thành ra rồi bây giờ mình lại trở lại cái chỗ mà của mình nói chuyện tiếp. Nội dung tiếp theo tiếp trình bày về căn tánh sai khác của chúng sanh đó, mình mấy năm mới về đọc á. Vì muốn cho tất cả chúng sanh đều được giải thoát nên Đức Phật đã dùng đến vô số những phương tiện khác nhau, tùy theo nó ra những giáo pháp khác biệt nhau, nhưng thật ra tất cả đều hướng đến mục đích cuối cùng là sự giải thoát rốt ráo, chấm dứt vòng sinh tử luân hồi. Đến đây hết quyển 33. Tất cả những quyển sách này là bằng tiếng Hán, sau đó được dịch qua. Thì ông này á, thì ông theo cái quyển xưa đó, thì ông đến đâu là ông hay nói. À, còn Đức Ngài Trí Tịnh của chúng ta thì không có. À, có cái quyển đầu tiên thì có đề là đây là hết quyển nào, nhưng mà càng về sau thì Ngài không để nữa. À, thành ra chúng ta khó biết. À, nhưng nếu chúng ta mà có được hai bộ luôn á, thì chúng ta cũng biết được là mình đang ở đâu ở trong cái bộ tiếng Hán. À, quý vị biết là trong cái phẩm Bồ Tát Ca Diếp, quý vị có bút không ạ? À, bắt đầu mà viết nha. À, sư sẽ nói luôn cho quý vị. Quý vị viết rồi cái khi mà mình nói đến á, là bắt đầu mình chỉ ấy thôi. À, trong cái phẩm 24 hay là phẩm 12 này của Bồ Tát Ca Diếp á, à, thì nó có tất cả là 6 phần. À, có 6 cái phần ở trong cái phẩm này, trong cái chương này. À, đó, thì cái phần thứ nhất, à, nếu mà ở trang ở cái quyển số 4, tức là của cái quyển này, thì nó ở trang 39. À, mở cái trang này ra, trang 39 sẽ là phẩm đầu tiên. Đó. Phẩm quyển 33, phẩm Bồ Tát Ca Diếp, để trang 39. Đó. Nhưng mà nếu mà ở quyển này, ở quyển của 2, thì ở trang 417. Dạ, quý vị có thể có thể viết được, có khó khăn không? Có thể là quý vị làm như thế này. Cái này mình viết làm sao? Bập lên nào. Trên đây đúng không? Từ cái bút ở đâu?
Mình hiện đại. Epson này là cũng là cái nó làm printer đúng không? Whiteboard. Đây. Rồi, bắt đầu viết phải không ạ? Bây giờ sư nói phần. Một. Rồi mình nói là quyển 4. Tức là cái này của trang 39. Được chưa? Rồi. Cái này là quyển 2, tức là ngoài của Ngài Trí Tịnh á. Trang 417. Được chưa? Rồi, mình phần 2. Quyển 4, trang 61. Quyển 2, trang 442. Phần 3. Trang 485. Tại vì số trang của nền tiếp theo á. Rồi. Rồi quý vị cứ về, quý vị cứ móp vào trong cái quyển sách của mình là nó sẽ ra thôi. Nhá. Thì mình có thể sử dụng được hai sách. À, quyển sách này có những cái phần phía dưới, nếu mà có những cái chữ gì khó thì là họ chua vào đó, họ thêm vào đó cho mình nhá. Đó. Rồi. Rồi cái phần mà sư đang nói chuyện đấy á, à, là trong cái phần 1 á, à, mình đang nói phần 1 nè, à, trang 39 đó, à, thì thứ nhất là có hai phần. Thứ nhất là Bồ Tát Ca Diếp hỏi Đức Phật vì sao phải cứu cái tỳ kheo tiện tinh đó. Cái thứ hai là Đức Phật mới giảng giải ra những cái phương tiện khéo léo để mà giúp cho giáo hóa chúng sinh. Mà cái phương tiện mà quan trọng nhất là sự thể hiện của Niết Bàn của Đức Phật. À, tức là Đức Phật trong cái quá trình mà thị hiện đó, thì quý vị thấy cái thị hiện vào cái bào thai của ngài Mahamaya đúng không? Đó. Rồi sau đó thị hiện là những cái người mà có lòng thương súc vật, rồi là một cái thái tử tài giỏi, rồi sau đó thì thể hiện là người có đi cái khắp các bốn cái ấy, tất cả những cái đó là thị hiện hết. À. À, nhưng mà cái thiện cuối cùng của ngài đó là nhập Niết Bàn, để cho mọi người không có nghĩ rằng là ôi Đức Phật là đứng đại giác đại trí tuệ rồi thì Đức Phật sống mãi không có bao giờ ấy, không
Tất cả mọi người theo cái quy luật sinh già bệnh chết sẽ phải đi theo như vậy. Nhưng mà nhờ ở trong cái chu trình này, chúng ta phải biết cái cảnh khổ, chúng ta phải tìm cách theo cái con đường tu tập mà Đức Phật dạy để mình vượt ra khỏi cái khổ đó, chứ không có mình cứ lăn quẩn quanh quẩn ở đây. Qua cái chết này, qua cái sự thị hiện mà nhập diệt của ngài đó, chúng ta biết không có gì là nó vĩnh cửu cả. Chứ mọi người cứ nghĩ là Đức Phật đại năng như thế thì chắc chắn vĩnh cửu, rồi ước mong là cái đời sống của mình vĩnh cửu như thế, không có. Rồi đó, thành ra quý vị cứ về check theo quyển 2, quyển 4 là tự biết đúng không ạ? Good. Bây giờ rồi kỳ sau nhất định sư sẽ thải cái này ra cho quý vị để quý vị có một cái bài tóm tắt nhá. Đó, phần 1 chỉ có 2 phần đó thôi. Rồi phần 2 trang 61 đó, cho đến trang 85 trung bình là khoảng 24 trang. Quý vị nhìn lấy số sau trừ số trước là biết số trang trong cái phẩm đó có bao nhiêu trang đúng không ạ? Đó. Thì trong cái đấy Đức Phật có hai phần chính. Đức Phật giảng về những nhận thức sai lầm và suy nghĩ lật lạc. Chẳng hạn như mình nói là Đức Phật nói trong cái nếu vậy thì bây giờ chúng ta nhìn vào trong cái quyển sách này luôn. Bây giờ chúng ta ở quyển sách trang số 2. Bây giờ quyển 2 thì mình trang 466. Mời quý vị mở trang 466. Xin lỗi, 442. Xin lỗi, 442. Đức dẫn về những nhận thức sai lầm và suy nghĩ đưa đến suy nghĩ lật lạc. Rồi. Thấy chưa ạ? Quyển 2. Còn quý vị nào không có ấy thì lấy quyển 4 thì là nó ở trang 61. 61. Phẩm thứ 12, phần 2. Còn cái này là phẩm thứ 24 và cũng là phần 2. Nhưng mà trong cái quyển của ngài ấy thì không có chia ra, tức các phần cho mình. Thấy chưa ạ? Rồi, đang ở trong giữa cái câu thứ nhất trong đến câu thứ hai. Này thiện nam tử, thấy chưa ạ? Nếu nói Đức Như Lai rốt ráo nhập Niết Bàn hoặc nói chẳng rốt ráo nhập Niết Bàn, những người này chẳng hiểu ý nghĩa của Như Lai nên nói những lời như vậy. Tức là hiểu sai lầm có đưa đến sự suy nghĩ lật lạc. Đó, thấy chưa ạ? Rồi, này thiện nam tử, trong núi Hương Sơn có 53 ngàn vị tiên nhân. Những vị này đã tu tập công đức nơi Đức Phật Ca Diếp thuở quá khứ. Họ chưa được chánh đạo, chưa được gần gũi Phật để nghe chánh pháp. Vì muốn độ những vị tiên nhân này nên Đức Như Lai bảo An Nan rằng: 3 tháng sau ta sẽ nhập Niết Bàn. Chư thiên truyền lời này đến núi Hương Sơn. Các vị tiên nhân nghe tin Phật sắp nhập Niết Bàn bèn sanh lòng hối hận và bảo nhau rằng: tại sao chúng ta không được sanh trong nhân đạo mà chẳng được gần gũi với Phật? Chư Phật ra đời rất khó gặp, nho u đàm. Nay chúng ta nên đến ra mắt Đức Thế Tôn để được nghe chánh pháp. Này thiện nam tử, lúc đó 53.000 tiên nhân liền đến ra mắt ta. Ta bèn theo căn cơ của họ mà thuyết pháp. Này các đại sĩ, sắc là vô thường vì nhân duyên của sắc là vô thường. Đã từ nhân vô thường và sanh thời sắc đâu phải là thường trụ, như sắc thọ tưởng hành thức cũng đều như vậy. Các tiên nhân sau khi nghe pháp yếu trên đây, tất cả đều chứng được quả A-la-hán. Này thiện nam tử, trong như vậy là sao? Cái này là nghe lời đúng và đi đến sự suy nghĩ đúng, đúng không? Đó. Còn cái này mình đang có những cái ví dụ sau là nghe là sai đó, mà suy diễn ra sần sai. Trong thành Câu Thi Na Kiệt có 30 muôn lực sĩ tự thị sức mạnh của mình, ngạo nghễ không chịu tùng phục ai. Đây là những người mà có vấn đề. Vì muốn điều phục các lực sĩ này nên ta bảo Mục Kiền Liên đến điều phục các lực sĩ ấy. Lúc đó Mục Kiền Liên tuân lệnh ta, chọn 5 năm giáo hóa nhiều cách nhưng chẳng có thể điều phục được một lực sĩ. Do đây nên ta bảo An An rằng sau 3 tháng Đức Phật sẽ nhập Niết Bàn. Các lực sĩ nghe tin này bèn họp nhau sửa soạn đường xá. Đến ngày ta từ nước Tỳ Xá Ly đến thành Câu Thi Na, giữa đường thấy các lực sĩ, ta liền hóa thân làm vị sa môn, hỏi các vị lực sĩ rằng: bọn đồng tử kia làm việc gì thế? Các lực sĩ đều nổi giận nói rằng: này sa môn,
tại sao ông gọi chúng ta là đồng tử? Tức là những người con trai nhỏ nhỏ, bé bé xinh xinh, ta lực sĩ to lớn thế này, không phải là lực sĩ, không phải là đồng tử. Ta bảo các lực sĩ bọn ngươi đến bám một người mà không đủ sức rời đổi hòn đá nhỏ nhít này, nên tôi gọi là đồng tử. Mấy ông này tưởng là mình có nghe bắp thịt cuồn cuộn thế này là đâu phải là quá đáng, đâu phải dạy thế. Các lực sĩ, nếu ông gọi chúng ta là đồng tử thì ông phải là bậc đại nhân. Này thì nam tử, lúc đó ta dùng hai ngón chân hất văng hòn đá đó, hòn đá to khổng lồ không? Đó. Các lực sĩ thấy liền huyết khinh ngạo và nói rằng: Này Sa môn, này ông có thể rời hòn đá này ra khỏi đường trắng? Ta nói này các đồng tử, do nhân duyên gì mà các người sửa sang con đường này? Các lực sĩ nói: Này Sa môn, Đức Thích Ca Mâu Ni sẽ do con đường này đi đến rừng Tha La mà nhập Niết Bàn, nên chúng ta họp nhau để sửa sang là có ý tốt đúng không? Đó. Ta khen rằng lần thay các đồng tử đã phát tâm tốt như vậy, ta sẽ rời hòn đá này cho các ông. Lúc xong ta lấy tay bưng hòn đá để lên trên chữ hư không. Các lực sĩ kinh hãi, nó đang lơ lửng chứ không, nó rớt xuống mình là dẹp lép liền đó. Ta liền bảo họ: Các ngươi chẳng nên kinh sợ. Ta lấy tay hứng lấy hòn đá để trên bàn tay mặt, rồi các lực sĩ đều vui mừng khen ngợi, nói rằng: Này Sa môn, hòn ấy ý là thường hay là vô thường? Ta liền dùng miệng thổi hòn đá tan nát ra như cát bụi, mới thấy nó đã thường đây rồi, bây giờ là thầy vô thường rồi. Đó. Các lực sĩ thấy vậy đồng cất tiếng xứng lên rằng: Hòn đá ấy là vô thường. Họ sanh lòng hổ thẹn và không có tâm niệm kiêu mạn. Ta hiện lại hình Phật mà vì họ thuyết pháp, 30 muôn lực sĩ đều phát tâm vô thượng Bồ Đề. Này thiện nam tử, nơi thành Câu Thi Na có người thợ tên là Thuần Đà. Ngày nay nơi thời Đức Phật Ca Diếp đã phát nguyện rằng lúc Thích Ca lúc Thích Ca Như Lai nhập Niết Bàn, ta sẽ là người cúng dường bữa ăn cuối cùng cho Phật. Do đây ta ở nước Tỳ Xá Ly bảo Tỳ Kheo U Bà Ma Na rằng sau 3 tháng ta sẽ nhập Niết Bàn nơi rừng Ta La trong thành Câu Thi La. Ông nên qua Thần Đà hay cho Thần Đà hay. Này thiện nam tử, trong thành Vương Xá có vị ngũ thông tiên nhân đã được ngũ thông rồi, tên là Tu Bạt Đà La, được 120 tuổi. Tiên nhân này từng tự xưng là bậc nhất thiết trí, săn lòng kiêu mạn. Tiên nhân này đã vun trồng căn lành nơi vô lượng chư Phật thuở quá khứ. Vì muốn điều phục tiên nhân này nên ta bảo Anan rằng sau 3 tháng ta sẽ nhập Niết Bàn. Tu Bạt Đà La nghe tin này săn lòng kính tin đến ra mắt ta. Ta sẽ đổi ông chứng quả A-la-hán, là cái vị có lẽ là cái người tỳ kheo cuối cùng. Này thiện nam tử, nơi thành La Duyệt Kỳ, thái tử Thiện Kiến muốn hại cha, như cha là Tần Bà Sa La, đây là thái tử Xà Thế mình chúng ta biết, mà chưa có dịp hại được. Lúc đó Đề Bà Đạt Đa cũng muốn hại ta, bèn tu tập chứng được ngũ thông, làm bạn thân với thái tử Thiện Kiến. Vì thái tử mà hiện thần thông, thái tử rất kính mến, cúng dường trọng hậu. Một lúc thái tử thưa với Đề Bà Đạt Đa rằng: Bạch đại sư Thánh Nhơn, nay tôi muốn thấy Hòa Mạn Đà La. Đề Bà Đạt Đa muốn đến cung trời Đao Lợi xin bông Mạn Đà La, vì phước đã hết nên không vị trời nào chịu cho. Xin không được bông, Đề Bà Đạt Đa suy nghĩ rằng cây Mạn Đà La vốn không ngã, không ngã sở, nếu ta tự lấy bông nào có tội gì. Nghĩ xong, Đề Bà Đạt Đa đến cây muốn lấy bông liền mất hết thần thông, tức là làm cái điều không đúng, đi ăn cắp. Trở lại thấy thân mình ở nơi thành Vương Xá, săn lòng hồ thẹn, chẳng dám đến gặp thái tử Thiện Kiến. Người ta xin cái bông bây giờ không có, bây giờ làm sao giờ đấy. Đề Bà Đạt Đa lại nghĩ rằng ta nên đến chỗ Phật đòi lại, đòi đại chúng, nếu Phật cho ta tùy ý sai bảo Xá Lợi Phất vân vân. Biết ông Xá Lợi Phất đã thành tựu rồi, thành ra lúc đó ta thống lãnh tăng chúng rồi, ta bị sai Xá Lợi Phất lên cung trời lấy hoa cho ta. Đề Bà Đạt Đa liền chỗ Phật mà bạch rằng: Ngưỡng mong Đức Như Lai đem đại chúng này ra phó cho tôi sẽ thuyết pháp giáo hóa họ. Đức Phật nói: Ngươi ngu si, Xá Lợi Phất vân vân, tức là còn nhiều lắm nè, Mục Kiền Liên rồi Ca Diếp nè, tất cả những người đó là đại đệ tử của Đức Phật hết, đã thành chánh quả hết rồi, ta còn chưa giao cái tăng đoàn, cái nhà ngươi là thế nào mà đến đây đòi lấy, huống ngươi là người ngu si ăn nước miếng của kẻ khác ư. Mà cũng buồn cười nha, trong cái kinh này sao mà nói những cái lời mà ta nói là Đức Phật rất là giận dữ. Lúc đó Đề Bà Đạt Đa càng sanh ác tâm, nói rằng: Này Cú Đàm,
này dù sao ông điều phục được đại chúng, nhưng thế nào cũng chẳng lâu cũng phải bị tiêu diệt. Vừa nói xong, đất liền rúng động, Đề Bà Đạt Đa té xuống đất. Bên ông ấy, thân phát ra luồng gió mạnh, thổi bụi đất làm lấm dơ cả mình. Đề Bà Đạt Đa thấy tướng này xấu, lại nói rằng, nếu thân ta hiện đời, phải đọa ra A Tỳ địa ngục, ta phải báo sự oán thù lớn này. Đề Bà Đạt Đa liền đến chỗ thái tử thỉnh kiến. Thái tử hỏi, đại sứ thân nhân, cớ sao dung nhan tiều tụy, sắc diện lo buồn? Đề Bà Đạt Đa mới bắt đầu nói xạo không? Ta luôn luôn như vậy mà thái tử chẳng biết ư? Thái tử hỏi, có nhân duyên gì vậy, tại sao? Xin đại sư nói rõ. Đề Bà Đạt Đa nói, nay ta cùng thái tử thân mến nhau, người ngoài mắng nhức thái tử, ta ở đây làm sao vui được? Nói chuyện láo, đâu có ai mắng nhức ông đâu. Sửa soạn để mà. Thái tử hỏi, người ta mắng nhức tôi như thế nào? Đề Bà Đạt Đa nói, mọi người mắng nhức thái tử là vì sanh oán, tức là sinh ra là vì cái oán thù đời trước. Thái tử nói, sao gọi tôi là vị sanh oán, tên chẳng hay thế nào? Ai đặt ra cái danh từ này? Đề Bà Đạt Đa nói, lúc sanh, chưa sanh thái tử, tất cả các tướng sư đều bảo rằng đứa trẻ này lớn lên sẽ giết cha đó, do đó người ngoài gọi thái tử là vị sanh oán. Người trong cung đều muốn thái tử vui lòng nên đặt tên là Thiện Kiến. Vi Đề Hy phu nhân nghe lời tướng sư lúc sanh thái tử chỉ trên hầu cao ném xuống đất làm gãy mất một ngón tay của thái tử, do đó mọi người gọi thái tử là chiết chỉ, tức là người có bị gãy cánh tay ngón tay. Chỉ những việc này trong lòng lo buồn nhưng chẳng dám nói với thái tử, đem cái chuyện mà ông thái tử chưa hề nghe, chắc trong tung chưa có bao giờ tiết lộ những cái công việc này, để ông biết được thì ông đem lòng ra để mà làm ông này nổi giận lên. Để Bà Đạt Đa những việc ác như vậy xúi thái tử giết vua cha và bảo rằng nếu thái tử giết vua cha thời ta cũng có thể giết Sa Môn Cù Đàm. Thái tử hỏi đại thần Võ Hành, đại thần thuật lại sự tích đặt tên với lời ấy nhờ giống đúng như vậy. Thái tử nghe xong liền cùng đại thần bắt vua cha giam vào trong thành, sai bốn đội binh giữ gìn nghiêm ngặt. Phu nhân Vi Đề Hy đến thăm vua, người giữ cửa nhà giam chẳng cho vào. Phu nhân cả giận bèn của mắng. Người giữ cửa đem việc này thưa với thái tử. Thái tử Thiện Kiến giận dữ vào trong cung nắm tóc mẹ rút gươm muốn chém. Kỳ Bà là con của vua Tần Bà Sa La đến can rằng, Tâu Đại Vương, từ khi lập quốc đến nay, dầu tội rất nặng cũng chẳng bao giờ xử người nữ, huống nữa là người nữ này là mẹ của mình. Thái tử vì nể Kỳ Bà nên không giết phu nhân, nhưng mà dứt hẳn sự ăn uống thuốc men cho vua cha. Quả nhiên 7 ngày sau vua cha chết, Thiện Kiến thái tử mới sanh lòng hối hận. Đại thần Vua Hành tâu rằng, tất cả hành nghiệp đều không có tội, tại sao đại vương lại sanh lòng hối hận buồn rầu? Kỳ Bà tâu rằng, đại vương nên biết rằng mọi việc làm của đại vương gồm hai tội nặng, thứ nhất là giết cha, thứ hai là tội giết Tu Đà Hoàn. Tội nặng như vậy trừ Phật không ai có thể làm tội nó tiêu diệt được. Vì sao như vậy? Ông vua Tần Bà Sa La đó, khi mà đau khổ trong đó thì ông mới ngưỡng về cái nước linh thú nơi Đức Phật đang ngự và xin để mà Đức Phật giúp cho ông. Bà vợ cũng tương tự như vậy, vì lý do mà chúng ta có kinh A Di Đà là như vậy đó. Đức Phật giới thiệu có cái phương Tây, có cái xứ đó, cái nơi chốn đó có sự an lành. Vua nói Đức Như Lai thanh tịnh, ta là người tội nhiễu uế làm sao đến thế Phật. Cái ông để A Xà Thế này cái tâm cũng lành lắm, tại bị người xứ hiệu thôi chứ tâm cũng lành. Này Thiện Nam Tử, ta biết việc này nên bảo A Nan rằng sau 3 tháng ta sẽ nhập Niết Bàn. Thái tử Thiện Kiến nghe tin này liền đến ra mắt ta. Ta vì Thiện Kiến mà thuyết pháp, do đời tội nặng được nhẹ bớt, Thiện Kiến được vô căn tín. Này Thiện Nam Tử, hàng đệ tử của ta nghe những lời này chẳng hiểu ý ta, nên cho rằng Đức Như Lai quyết định nói rốt ráo nhập Niết Bàn. Đức Phật bảo Ca Diếp Bồ Tát, này Thiện Nam Tử, Bồ Tát có hai hạng, một là thật nghĩa, hai là giả dân. Giả dân Bồ Tát nghe tin Phật sau 3 tháng sẽ nhập Niết Bàn đều sanh lòng thối thất mà nói rằng, Đức Phật Như Lai còn là vô thường, tại sao chúng ta lại sự vô thường mà cần khổ trong vô lượng đời? Đức Như Lai thành tựu đầy đủ vô lượng công đức mà còn không thể phá hoại được từ ma, huống gì là bọn ta. Này Thiện Nam Tử, ta vì hạng Bồ Tát này mà nói rằng Như Lai thường trụ không có biến đổi. Các đệ tử của ta nghe lời trên đây
chẳng hiểu ý của ta, bèn xứng lên rằng Đức Như Lai chọn chẳng rút ráo nhập niết bàn. Tức là đây là bắt đầu là những cái ví dụ này là bắt đầu đến nói cái sự nhận thức sai lầm, đi đứng cái sự suy nghĩ lệch lạc, đúng không ạ? Rồi sau đó cái phần thứ nhì là Đức Phật giảng về những người có thể dứt căn lành do lòng nghi ngờ. Cứ dứt cái tất cả những căn lành đó là nghi ngờ chánh pháp, đây là cái hạng nhất xiển đề. Rồi cái phần thứ nhì của cái phần 2. Rồi cái phần 3 là bắt đầu từ trang mình đang trong quyển 2, bắt đầu trang 466. Giờ đến 466. Nếu hôm nay sư không có làm hết được, các sư type cái này xong rồi sư send cho Quang Viên gửi đến quý vị sẽ theo cái này nhé, để mà ấy. Vâng, vâng. Rồi tiếp tục các sư sẽ gửi luôn cái phẩm này, tiếp cùng cái phẩm này là phẩm 25 là phẩm Kiều Trần Như. Thì tất cả những cái ấy này đó sư cũng lấy cái tóm tắt. Kiều Trần Như rất là ngắn. Phần Kiều Trần Như rất là ngắn, thành ra chỉ có phẩm Bồ Tát Ca Diếp với phẩm Sư Tử Hống, hai phẩm rất là lớn, thành ra đừng lo ngại, đúng không ạ? Rồi thành ra mình cứ làm, mình làm việc cho đến hết giờ, nhưng mà xong đó rồi đó thì sư sẽ nội trong mấy ngày nữa sẽ type hết mấy cái này xong gửi qua đến email, xong nhờ Quang Viên send đến email rồi quý vị in ra hộ sư. Không có nhiều, sư nghĩ khoảng 5 trang nhé. Mình cố gắng. Đây là phần tóm tắt của ấy. Rồi Thiên Nam Tử cái paragraph thứ 3 này, Thiện Nam Tử, những điều chánh tụng như vậy, thế không ạ? Là cảnh giới của chư Phật hả? 466. Thấy chưa? Những điều chánh tụng như vậy là cảnh giới của chư Phật, chẳng phải hàng thanh văn duyên giác mà biết được. Nếu người nào đối với những việc này sanh lòng nghi, còn có thể phá hoại được vô lượng phiền não. Nếu người nào ở trong những việc này sanh lòng quyết định, thời gọi là chấp trước. Rồi, đó là cái câu ở trong cái bắt đầu của cái phẩm Ca Diếp, mà cái phần thứ 3. Thì ở trong cái quyển này thì cái văn hơi khác một chút. Thiện Nam Tử, những chỗ sai khác phân biệt biện giải như vậy gọi là cảnh giới của Phật, không phải chỗ biết của hàng thanh văn. Đó. Thế cái vị tức là cái lời văn hơi khác một chút, tại vì hai người dịch hơi khác nhau. Đó, mình mới đọc cái phần của ngài Trí Tịnh. Đó, bây giờ qua đến cái ông Minh Tiến này. Đó, không phải chỗ biết của hàng thanh văn duy giác, như ai đối với những điều sai lầm nói trên sanh tâm nghi ngờ, may ra còn có thể phá hoại được phiền não. Còn kiên cố như núi Tu Di, nếu ai sanh tâm quyết định tin chắc những điều ấy thì gọi là chấp trước. Nhất là cái điều sai mà mình vẫn cứ tin thì gọi là chấp trước. Nhưng mà nếu điều sai mà mình nghi ngờ đó, thì là mình có cơ hội để mình hiểu biết, để mình có thể tiến được đó, mà không có đưa đến phiền não. Rồi. Rồi, đây trong cái phần 3 thì mình có tất cả là 5 phần, 5 cái ý nghĩa chính của nó, ý nghĩa quan hệ thời gian trong 3 đời của Tánh Phật. Tức là trong 3 đời của mình là quá khứ, hiện tại và vị lai của Tánh Phật đó. Thì cái thứ hai là sự phát triển chuyển biến dần dần của Tánh Phật qua các cái địa vị tu chứng. Tại vì quý vị chúng ta cứ hay nghe trong ấy, nghĩa là ngay cả Bồ Tát ở hàng bát địa cũng chưa có thấy rõ, đến cửu địa cũng còn thấy mờ mờ, ví dụ vậy đó, thì ngay cả thập địa vẫn còn chưa có rõ ràng. Thành ra mỗi cái bước tiến của cái sự tu hành của Bồ Tát thì cái Tánh Phật nó hiển lộ rõ ràng hơn đó. Cái ý nghĩa thứ nhì trong cái phẩm này là ý nghĩa trung đạo về Thánh Phật cũng có và cũng không. Trung đạo là đứng ở giữa, đúng không ạ? Bên này
là có và bên này là không, thì trung đạo đứng ở giữa, vừa có và vừa không. Đó là ý nghĩa của tánh Phật. Do mình nói mình chấp hết là nó có hết thì cũng không đúng, mà nói là không hết cũng không đúng. Mà trong cái tánh Phật là nó đứng ở giữa, nó là vừa có vừa không, khi nào có và khi nào không. Đó. Cái ý nghĩa, cái điều thứ ba quan trọng trong cái phẩm này, trong cái phần này, phần thứ ba này là bảy cách thuyết giảng của Đức Phật. Cái thứ nhất là dựa vào nguyên nhân, cái thứ hai dựa vào kết quả, cái thứ ba là dựa vào cả hai nguyên nhân và kết quả, và thứ tư là cách thứ ba là nói về dẫn dụ, cái thứ năm là nói những điều không thật nhưng mà ứng hợp với cái trường hợp đó. Thì ngài, đây là cái cách thuyết pháp của Đức Phật, tùy theo nhân duyên, tùy theo cái đối tượng mà Đức Phật có bảy cách khác nhau để mà thuyết giảng. Cái thứ sáu là nói nhiều, dùng rộng rãi trong nhiều điều, dùng rộng rãi trong thế tục. Tại vì người thế gian thì những cái ví dụ trong thế gian, chẳng hạn nói về ruộng vườn, nói về tính cách con người sống như thế nào thế nào, nói là hiểu liền, đúng không? Nó không có xa xôi. Và thứ bảy là theo đúng ý mà nói, tức là cái mình biết cái người đó hiểu như thế nào, cái tâm ý là như thế nào, thì mình dẫn dắt, mình đưa nó vào đó. Và cái mục thứ năm, cái phần thứ năm quan trọng trong cái phần ba này đó, là bảy hạng chúng sanh khác nhau trong sự tu tập chánh pháp. Đó là từ hạng nhất xin đề, là hạng mà cuối cùng chót bẹt hết đó, all the way cho đến Bồ Tát. Đây là những cái vị mà từng bước lên để mà đạt được đến cái sự hiểu biết chân chánh, rồi để đi về thấy được cái tánh Phật của mình á. Đó là năm cái điều quan trọng trong cái phần thứ ba. Rồi trong phần thứ tư thì có ba điều, và trong thứ năm thì có hai điều, và tầm thứ sáu được chỉ có một điều thôi. Thành ra tất cả những cái này quý vị không có sợ hãi, mình đã có những cái mục ở điểm đó mình ấy. Thành ra mình vừa học cái bắt đầu, tại vì sao sư cho sư quý vị cái trang đó, quý vị mạc vào trong quyển sách nó giống như sư như thế này, đúng không? Xong rồi bắt đầu là đi đến đâu, mình đang nói nè về quan hệ nghĩa thời gian trong ba đời của tánh Phật. Thì cái mục đầu tiên là sẽ nói về những cái ba đời quá khứ, hiện tại, vị lai của tánh Phật nó như thế nào. Rồi tiếp tục có sau hết cái phần đó giải thích, Đức Phật giải thích rồi. Tại vì cái mục này nó tới phần thứ ba là bao nhiêu trang quý vị? Còn 30 85 105, tức là 40 trang. Còn 30 mấy trang. Thì quý vị thấy là trong 30 mấy trang mình chia là mình là 5 mục như vậy đó. Thì cứ hết cái mục này xong đưa qua cái mục khác nhé. Đó. Bây giờ để nói đầu tiên của mình là ý quan hệ thời gian trong ba đời của tánh Phật. Thế nào là chấp trước? Này thiện nam tử, những người như vậy hoặc do người khác dạy bảo, hoặc người khác nói, tự tìm kinh điển, những điều ham thích chẳng thể buông bỏ, đây gọi là chấp trước. Đó là cái trước hết định nghĩa chữ chấp trước có nghĩa là gì. Chữ chấp trước này là thiện hay là bất thiện? Thiện nam tử, chấp trước vậy chẳng gọi là thiện, cũng không thể phá, vì không thể phá hoại những lưới nghi. Bạch Thế Tôn, những người này vốn tự chẳng nghi, tại sao nó lại nói rằng chẳng phá hoại lưới nghi? Này thiện nam tử, luận về người chẳng nghi chính là nghi. Bạch Thế Tôn, nếu có người nói rằng bậc Tu Đà Hoàn chẳng đọa ba hắc đạo, Tu Đà Hoàn tức là nhập là lưu đó, tức là mới được đi vào cái quả vị đầu tiên của bốn thánh đạo, người này cũng nên gọi là chấp trước là nghi. Này thiện nam tử, nên gọi là quyết định mà chẳng được gọi là nghi, vì sao vậy? Này thiện nam tử, như có người trước đây thấy cây thấy người, về sau đi ban đêm từ xa thấy gốc cây trụi, bèn nghi ra là người hay là cây, đâu có biết. Như người thấy trước là tỳ kheo và phạm chí, lúc sau đi đường xa thấy tỳ kheo, bèn nghi đó là sa môn hay phạm chí. Như người trước thấy bò và trâu, từ sau thấy xa với bò, nghĩ đó là bò hay trâu. Tức là nhìn cái hình dạng là mình không có chắc chắn thì mình có cái lòng nghi. Tất cả
cả chúng sanh trước thấy hai vật, về sau bèn sinh nghi, vì trong tâm họ chẳng nhận được rõ ràng. Ta cũng nói rằng, bực Tu Đà Hoàn có đọa ba đường ác hay chậm đọa ba đường ác, cớ gì người này lại sanh lòng nghi? Nha. Tức là ngay cả Đức Phật trong khi mà dạy về những cái đường hướng tương lai của Tu Đà Hoàn, tức là họ mới được cái vòng nhập lưu, đúng ra thì cái người trong vòng nhập lưu đó thì vẫn còn có những cái quả vị, những cái sự tu hành đó cũng có thể bị rút trở lại. Nhưng quý vị thấy chẳng hạn ngay cả như chúng ta nói trong giáo lý của bên tinh độ của mình đó, tất cả chúng ta đều có một cái hoa sen, đúng không? Thì từ cái sự tu tập của chúng ta thì hoa sen tiếp tục nở, tiếp tục tươi, tiếp tục phát triển, hoặc là có hoa sen không có. Nếu mà cái sự mới cái tâm bồ đề của mình càng lúc càng bị rụi tàn thì cái hoa nó héo lại, nó xấu xí, nó tàn rụi như vậy đó. Thì cũng tương tự như vậy. Đạt vào trong cái thánh quả đầu tiên không chưa có chắc chắn là tất cả những cái thánh quả mình sẽ tiếp tục hưởng chọn. Nên Đức Phật khẳng định là không phải không có chấp là đến đó rồi là chắc chắn. Mình vẫn chưa thấy, mình chưa thấy nói ba đời của thánh Phật nhé. Bạch Thế Tôn, chư Phật nói trước có thấy rồi sau mới nghi. Có người lúc chưa thấy hai vật cũng lại sanh nghi đối với Niết Bàn Như Lai. Có người đi gặp dòng nước đục trước khi chưa từng thấy mà cũng sanh nghi rằng dòng nước này sâu hay cạn. Luận về Niết Bàn chính là dứt khổ, chẳng phải Niết Bàn, thời chính là khổ. Tất cả chúng sanh thấy có khổ cũng chẳng phải khổ, như thấy đói khát, nóng lạnh, giận mừng, bệnh gầy, ăn ổn, trẻ già sống chết, tất cả những cái tình huống của thế gian đều là những cái mà nó đưa đến phiền não cho mình. Chúng sanh nghi rằng sẽ có những gì xa lìa vĩnh viễn, những sự khổ não chăng? Do đây chúng sanh đối với Niết Bàn mà sanh nghi. Họ không có nhìn thấy được rõ ràng cái sự kết quả, cái sự an lạc. Họ nhìn thấy những cảnh khổ ở trong thế gian thì chưa có, vì chưa được hưởng nếm mùi, cũng chưa được thấy cái cảnh Niết Bàn, chưa có vững lòng. Nếu không cho rằng người đó từ trước đến nay chưa từng thấy dòng nước đục, sao lại sanh nghi? Đấy, lời nói này không đúng nghĩa, vì người đó ở nơi chỗ khác đã từng thấy rồi, nên ở nơi chỗ mới đến này mà sanh nghi. Thông thường tất cả những cái gì mà chúng ta thấy ở trong thế gian, trong cái cuộc sống của mình á, mình được dạy dỗ là khi con người như vậy á, là nó có cái tên như vậy, cái hoàn cảnh như vậy á, là nó có cái đường hướng nó như vậy, mình được huấn luyện trong cái kiếp sống của mình như vậy. Tại vậy khi mà trong cái sự sinh hoạt của mình á, mình lần đầu tiên, quý vị có lẽ không nhớ được lần đầu tiên quý vị thấy một người da đen, quý vị có nhớ được cái điều đó không? Có thể là khi mình còn rất nhỏ, mình đã thấy một người da màu rất là sậm, da đen như vậy, là một người lính đi trong cái quân đội hay gì đó, thế nên mình trong óc mình nghĩ nói một người da đen là mình nhớ ngay đến cái người hình dáng như vậy, rồi mình đó là trong cái lại giải thức của mình là đã thu thập cái tin tức đó vô, để khi mà có nói đến một người da đen thì tự động cái lại giải thức nó đẩy cái tin tức nó lên để nó nói là nhớ rồi, cái người da đen là như vậy đó, cái người đó là cái da đen rồi cái răng trắng rồi mắt lồi, ví dụ vậy đó. Mình cứ có một cái khái niệm về cái đó, thành ra khi mà nói tới một cái là mình ấy liền, tại vì mình đã được huân tập những cái tin tức này đưa vào trong cái tàng information của mình để giữ ở đó, cần đến một cái là nhúng cái là chạy ra liền, đúng không? Đó. Thành ra đây là mình nói là cái đôi khi cái chấp trước của mình là do là tại vì mình đã thu thập, mình đã nhận cái đó rồi. Thành ra nói rằng nếu mà nói chẳng hạn như cái trường hợp này nói chưa từng thấy dòng nước đục mà sanh là nghi thì không có đúng nghĩa đâu. Người đó ở chỗ nào đó đã từng thấy cái dòng nước đục rồi, nói đến cái dòng nước đục là tâm họ khởi động lên cái hình ảnh cái dòng nước đục rồi. Đó thì cũng tương tự như vậy, người đó trước thấy nước sâu cạn
đã chẳng sanh nghi, nay cớ sao mà sanh nghi. Đức Phật nói không, không phải cái gì mà không thấy mà sanh nghi hết trơn, phải có qua một cái kinh nghiệm, qua một cái ấy. Nó như vậy, nghi chính là chấp trước, chấp trước chính là nghi. Đây là người nào? Thiện nam tử, đó là người dứt hết căn lành. Tức là khi mà mình đã khởi lòng nghi rồi á, thì mình sẽ không còn tin tưởng nữa. Đó là những người mà theo cái định nghĩa của Đức Phật, đó là bị dứt những căn lành. Những người nào có thể dứt những căn lành này? Thiện nam tử, người thông minh lợi, có thể khéo phân biệt. Nếu xa lìa bản lành, chẳng có thể nghe chánh pháp, chẳng khéo suy tư, chẳng thật hành đúng pháp, người này có thể dứt căn lành. Là bản tính của họ là có thể có được hưởng những cái lợi ích, nhưng mà bởi vì không có gần gũi bản lành, không có được nghe chánh pháp, thành ra họ có thể đi đến cái kết quả là mới rất căn lành. Người thông minh này vì thiếu bốn điều trên mà tự suy nghĩ rằng không có vật bố thí, vì người thí là rời bỏ của cải. Nếu bố thí mà có quả báo, thời thí chủ phải thường nghèo túng. Họ suy diễn theo cái ấy của họ. Thì suy nghĩ như vậy, người này nói rằng không nhân không quả. Nếu nói không nhân không quả, thì gọi là dứt căn lành. Một cái người mà vì trong cái quá trình á, họ sống họ thấy những cảnh như vậy, thì họ tự họ suy diễn theo cái chiều hướng không có đúng, thì đã đưa đến cái quả là họ sẽ mất hết những cái điều tốt. Người thông minh này là suy nghĩ rằng thí như người thí chủ, người thọ và tài vật đều là vô thường biến đổi. Nếu không biến đổi, sao nói rằng đây là thí chủ, đây là người thọ, đây là của cải? Nếu không người thọ, sao được quả báo? Do nghĩa này nên biết rằng không nhân không quả. Nếu nói không nhân không quả, thời loại là dứt căn lành. Thì trong mỗi cái tình huống nó khiến cho cái sự suy nghĩ của người này nó đưa suy diễn ra cái kết luận của họ. Thành ra họ đưa đến cái kết luận của mình đó. Như chẳng hạn như cái ví dụ trên cũng đưa đến cái kết luận là không nhân không quả. Mà quý vị biết nào, nhân quả đó là cái giáo lý rất là chân thật của Phật. Không bao giờ mà cái giáo lý nhân quả nó sai hết trơn. Mà nói không nhân không quả thì vậy là như thế nào? Không có cái gì nữa đó là dẫn dắt đến cái để mình giúp chúng ta để mà xác định cái việc làm của mình như thế nào. Nếu mà không nhân không quả thì vậy là chúng ta có cái mấu chốt nào để làm căn bản để mà tu tập đây? Trong tất cả các nhân quả đều, các nhân đều có đưa đến cái quả hết, không thể nào nói không nhân là không quả. Đó thành ra quý vị biết không, tất cả những cái giáo lý trong cái quyển kinh Đại Bát Niết Bàn này á, Đức Phật nói rất nhiều cái ví dụ. Tại vậy thành ra sư mới đặt ra cho quý vị như thế này để giúp cho quý vị khi mà đi trong cái mỗi cái phần mà Đức Phật giảng cái ý nghĩa của nó đó, là mình map nó vô, là mình biết là trong cái phần này nó phải có cái đại ý nó như vậy. Quý vị hiểu mình nói không? Thành ra trong cái phần này nói chung lại đấy, thì là Đức Ca Diếp hỏi những cái câu hỏi để Đức Phật có cơ hội để mà nói rõ ra cái tánh Phật là như thế nào, cách mà tu tập của các cái chúng sanh đó là sao, những cái phương pháp nào Đức Phật dùng như vậy. Quý vị hiểu ý mình nói không? Đó, thành ra sư sẽ đánh mấy cái này xong rồi gửi qua email cho quý vị, rồi quý vị nhớ quý vị giúp hộ sư. Nếu quý vị không có làm đó thì là quý vị sẽ thấy là nó như cái rừng không có biết chỗ nào, nhưng mà mình đã có cái dàn bài đây rồi thì mình có thể map nó vô được, đúng không? Đó, cố gắng lên đừng có ấy. Rồi cái phẩm sau á, không có lơ không có dài, thành ra không có sợ, nên mình chú ý vào cái phẩm Ca Diếp này, cái phẩm Kiều Trần Như, dạ cầu 25 không có lớn, dạ đó là cái phẩm cuối cùng của mình, thành ra quý vị đừng sợ hãi nhé.
cố gắng học cái map cái này, cái bài này vô trong cái phẩm của mình nhé, phẩm 24 của mình. Rồi, ai gì được Phật đã đến giờ chứ lại làm quá giờ của quý vị rồi đó. Dạ. Chúng sanh vô biên thể nguyện độ phiền não, tân thể nguyện đoạn pháp môn, lượng thể nguyện học phần đạo, vô thượng thể nguyện thành.